Xin chào các bạn, tôi mới phát hiện ra một động người cá. Có bạn nào muốn đến xứ sở người cá ở Việt Nam không ta? Wow, ở đây toàn là mỹ nhân ngư không à các bạn ơi. Nào, hãy cùng tham gia câu lạc bộ người cá với Tiun nhé. Can you take a picture of all of them up there? Okay, I go like up here. Over, yeah. Without showing any of our faces. Yeah, Daddy, you call. You can, yeah. Bye. Maryland. Này nước biển ô nhiễm người cá lên bờ hết luôn. Người cá lên bờ sống. Lên lầu luôn rồi. Cái thang máy lên lầu rồi, cho thang máy lên lầu. Chết chết ăn. Để xin chết rồi. Chết nè. Không được chết cái này. Ủa vậy là cái bộ hồng nữa hả? Không, bộ hồng mặc rồi ướt rồi chị. À vậy hả? À. Bộ hồng là mặc đó, hôm qua là đi xong. Đây là một phát minh mới, dùng đuôi cá để quạt cho mát. Quạt cho nhau đi. Quạt cho nhau đi mấy em. Rồi. Trở thành người cá, bạn sẽ có một sân chơi lành mạnh là điều chắc chắn. Tha hồ mà biểu diễn tài năng của mình thỏa thích luôn nhé. Các nhân ngư thì lúc nào cũng ca múa hay cả, thông thạo tất cả nhạc cụ, nhảy nhót thì cực giỏi. Nếu không biết gì thì trở thành người cá đi, tự nhiên bạn sẽ được biết. Các bạn người cá khác cũng sẽ hỗ trợ bạn thôi. Bởi vì người cá chính là động vật bậc cao nhất trên thế giới, trên cả con người, nên có lòng bao dung, vị tha và bình đẳng, thương yêu tất cả muôn loài. Nói chung người cá tuyệt lắm, vừa thích nghi được dưới nước, vừa sống được trên cạn, chỉ cần ăn thực vật là đã khỏe mạnh. Đặc biệt là người cá rất yêu quý thiên nhiên và động vật nha. Người cá rất ngại con người vì trong truyền thuyết con người đã săn bắt giết hại người cá đến tuyệt chủng vì con người ganh tị với người cá rằng tại sao người cá lại sống được dưới nước còn con người thì không sống được dưới nước nên họ rất là ganh tị. Các bạn biết Ít Kiêu đúng không? Ít Kiêu, huyền thoại người anh hùng dân tộc Ít Kiêu cũng là một người cá đó. Tại sao ông ấy lại có thể nín thở hàng giờ liền dưới nước? Bởi vì ông ấy tập luyện, kết hợp những phương pháp tập luyện mà tôi đã khám phá ra được để cho các bạn trở thành người cá, trở về với biển. Thế nên hôm nay trên mảnh đất Việt Nam này, con cháu của người cá đang tìm lại với chính mình. Chỉ cần mang đuôi cá vào tập luyện bơi lội dưới nước, các bạn sẽ có thể trở lại với đại dương mà thôi, trở thành động vật sống dưới nước như cá heo, cá voi, rái cá, hải cẩu, chim cánh cụt chẳng hạn. Tất nhiên siêng năng tập luyện thường xuyên đều đặn đúng phương pháp của Tiun hướng dẫn, các bạn sẽ có thể thích nghi dưới nước sớm thôi. Lên bờ thì mình tháo đuôi ra đi cho nó lẹ, xuống nước thì mang đuôi vào bơi cho nhanh. Ôi, các bạn thấy trở thành người cá tuyệt lắm không? Nhìn các bạn nhỏ này đi, các bạn ấy đã thành người cá rồi nè. Rất dễ thương đúng không nào? Trở thành người cá sẽ không còn ai đối xử phân biệt với bạn nữa. Dù bạn ốm hay mập, xấu gì, họ cũng không quan tâm. Chỉ cần thấy bạn có đuôi cá thì mọi người sẽ hét lớn lên, sửng sốt hoặc vui cười niềm nở với bạn. Ôi, nàng tiên cá xuất hiện rồi kìa. Ôi, Mỹ Nam Ngư đẹp trai quá. Đó chính là người cá đấy. Chà, trời ơi, trở thành người cá đã vậy đó. Mấy bạn có sẵn sàng để đến xứ sở người cá cùng với Tiun chưa nào? Nắm lấy tay Tiun, Tiun sẽ dẫn dắt các bạn vào xứ sở
người cá của chúng ta trở thành một loài động vật bậc cao hơn cả con người nữa, không còn bệnh tật nhé, vóc dáng tuyệt đẹp nhé. Tinh thần luôn thoải mái, mặc sức mà sáng tạo luôn nha. Bởi vì trong thế giới này, ai mà càng sáng tạo thì càng thành công. Các bạn hiểu không? Bởi vì người cá sẽ giúp cho các bạn có được khả năng sáng tạo vô hạn. Tóm lại bây giờ, bạn nào được trở thành người cá là may mắn nhất trên đời luôn đấy. Làm người khổ lắm, làm người cá đi, sướng hơn các bạn ơi. Ôi bây giờ, người cá Tuyên có rất nhiều bạn người cá xung quanh của mình. Tuyên không còn cảm thấy cô đơn như trước kia nữa. Tuyên yêu các bạn người cá của Tuyên quá. Rồi tới giờ. Rồi tới phiên bạn nào đánh nữa đây? Rồi vô đi. Bây giờ nàng tiên cá su sẽ đánh. Ok, đánh đi. Thì chắc nè. Su đánh trước đi, su đánh trước đi. No. Su mình đánh. Không thích đánh. Mình có cần bưng ra không? My không thích đánh tại vì My không thích. Ôi trời ơi, tiên cá này sao mà nhẹ dữ vậy nè. Để cho